từ đấy em ạ. Thưa cô bác, thưa anh chị, thưa các mạnh thường quân, đây chính là hậu của video trước của cháu bé. Sau khi mà bà con đã lấy hết sạch những cái số quần áo mà được tất cả các mạnh thường quân ở trong nước đã gửi về cho bản Bắc Cạn, thì hôm nay tiếp tục cháu bé cùng với lại tem của chú Tủa sẽ chở những cái bao gạo cũng như là những cái chiếc chăn này lên để tặng cho đồng bào, cũng như là có 9 hộ. Cháu bé tạm gọi là bị cô lập cô bác ạ, bởi vì từ đây đi vào trong đó nó rất là xa xôi, 18 đến 20 km là đi toàn đường như thế này hết. Bây giờ thì cháu bé sẽ chở những cái này đi vào và trao tận tay cho bà con ở trong khu vực đó. Ở video trước thì cháu bé có để lại được ba bao quần áo này gửi vào trong khu đấy, tức là ngoài này là cũng có các chị em ra đây để hộ vận chuyển những cái này vào, thì mọi người cũng được nhận rồi. Tuy nhiên là cái hai hộ nhà cháy thì đã không còn quần áo để sử dụng nữa, nên là cháu bé có trích lại một số quần áo để gửi vào trong cho hai nhà cháy ở trong đó cô bác nhé. Thì bây giờ cháu bé sẽ tiếp tục mời cô bác anh chị theo dõi video cũng như là theo sát cái tiến trình cháu bé đưa vận chuyển những cái món quà này vào cho thôn Bắc Cạn. Tuy nhiên là một hòm nhà gồm có 9 hộ là bị cô lập. Cháu bé mời mọi người cùng đón xem. Bây giờ đang vác lên trên kia. Mọi chi tiết cũng như là giá cả của cái này thì cháu bé sẽ có đầy đủ cho cô bác anh chị ở trong video này. Cháu bé mời tất cả mọi người cùng theo dõi ạ. Bây giờ thì có chỗ em đây, các anh em thôn chủ lủng đây. Bây giờ mãi đấy, bây giờ mới bắt đầu là chuẩn bị vận chuyển lên đấy được nhỉ. Vừa sách nữa còn các cô về bộ nữa mà đúng không? Còn có các cô về bộ nữa. Để đấy tập kết vào một chỗ để cho bé sẽ thiện phát quả cho bà con. Để hôm nay là món quà Tết luôn này. Cho bao xong vác cũng được anh Thỏ ạ. Cho bao xong thì lấy thì nó dễ hơn đấy. Vâng, cho bao ấy. Vâng. Đủ 15 suất cô bác nhé. Tuy nhiên thì ở đây chỉ có 11 suất thôi, bởi vì 4 suất thì như video trước thì cháu bé có đã trao cho 4 anh em chủ lủng, em Tủa, em Xả, chồng em Lía, em Lúa là đã đi 4 suất. Tuy nhiên thì chút nữa vào trong kia cháu bé cũng sẽ hỏi lại cho các cô bác anh chị là yên tâm hơn, cũng như là làm cho minh bạch hơn ạ. Cô là đi ra bộ.
Các cô quận Bắc Bộ 18-20 cây của bạn ạ. Những nhà ủng hộ gia đình mà không có xe ấy ạ. Bắt đầu thì Trà Bê sẽ khởi hành đi lên trên những cái nơi mà tạm gọi là tận cùng của Hà Giang các bác. Thùng này thùng gia vị mắm muối mì chính ấy, rất là nặng. Thùng này nặng nhất. Thùng này phải đến 50 cân ấy. Đấy đó. Hai người khiêng. Đi cẩn thận nhé em nhé. Đi cẩn thận. Vâng ạ, thưa cô bác. Đây là anh Thò, cũng là cán bộ ở trong thôn ấy. Thôn Khiêm trên xã luôn. Thì nhà anh ấy cũng rất là khó khăn vất vả. Và anh hôm nay là cũng rất là nhiệt tình đi cùng với lại đoàn của cháu bé đến và để phát những phần quà cho bà con. Cho nên là cháu bé cũng quyết định là tặng chỗ anh Thò này một suất trị giá là 1.267.000 đồng. Nhà anh ấy rất là vất vả. Cháu bé cũng biết nhà rồi, tuy nhiên chưa có cơ hội để chia sẻ các bác nhé. Thế thì bây giờ là bắt buộc phải chia cho anh Thò trước một suất để anh Thò anh gửi dưới này là mất là cái túi đựng chăn là bà con lấy lên trên trước rồi. Thôi được rồi. Túi anh. Ở trong đây không có đâu, đây toàn bao quần áo thôi. Bao à? Vâng. Không có nhỉ. Cho vào trong ấy này, cuộn tròn tròn cho vào trong cái ấy này được đấy. Để trong đấy. Ngày chút anh đi gửi dưới này xong thì mới đủ chuyến xe để lên, không thì lại không đủ người. Đây, hôm nay thì đây là danh sách các mạnh thường quân ủng hộ đấy ạ. Và đây là tổng chi tiêu. Đây. Chào. Anh Thò, em trao trước anh một suất đi xong thì để anh gửi đi đây. Vâng. Không có tiền xe lên thì em trao anh trước một suất ở đây thì ngoài anh hộ vận chuyển lên trên cho nó đủ. Vâng, không có, đây là món quà của chị Tuyết ở Đà Lạt này. Cô Chín ở Washington, cô Kim ở Texas. Cô Mai chú Tính ở bên Mỹ, với lại hai cô Thụy Điển, cô Trần Thị Quy với lại cô Lý Mỹ Lệ nữa, là các cô là cũng vừa ở trong nước và ngoài nước ấy. Cả nước ngoài nữa là cũng gửi về trong mấy hội trong kia. Tuy nhiên là em cũng hôm nay em cũng chủ ý của em là cũng sắp xếp thêm một hai suất cho các cán bộ ấy. Tức là anh nhìn gia cảnh anh thì em cũng nắm được rồi. Cho nên là hai vợ chồng em cũng quyết định là sắp xếp cho thêm anh một phần quà. Dạ. Vâng, thế thì vâng, cảm ơn các cô chú thôi. Dạ. Các cô chú, xong là các bác, xong là
cũng có gửi quà cho tôi để cảm ơn các cô các chú. Vâng vâng ạ, cảm ơn anh. Thế bây giờ là không biết là gửi nhà nào đi, anh gửi tặng. Một suất quà là có đây. Có đây là gói bánh kẹo anh ạ. Đây là bánh kẹo Tết nhé. Gia vị là với lại 20 kg gạo lếp. Mình tiện mình đi lấy bên live về đấy cho anh luôn để anh chia sẻ luôn. Thưa cô bác, tiện thể đây thì cho bé anh chia sẻ luôn cái biên lai của bác nhé. Và đây là cái đơn giá gạo tẻ, gạo nếp. Chỉ giá gạo ấy, với lại cả đậu tương là 10.350.000 đồng. Thế anh còn thiếu đậu tương anh ơi, đậu tương thì là trồng ở bên trên kia rồi anh ạ. Thì chút nữa lên trên đấy anh lấy. Vâng. Anh lấy thêm một suất đậu tương nữa. Còn đây là hóa đơn về súp này, dầu này, muối, mì chính, ômô, dầu rửa bát, mắm. Và đây là quà về kẹo, bánh kẹo. Kẹo, bánh quế, choco pie, bánh kẹp kem. Và đây là về phần chăn. Đơn giá đấy ạ. Thì trong này là gồm có những cái như sau này. Tức là bánh kẹo đây. Tương ứng với lại cái số mà cháu bé vừa đọc trên. À, đậu tương ở đây vẫn còn một đấy. Đây, ba đậu tương ở đây quên mất rồi. Đây là một gói bánh quế này, một gói bánh quế nó trị giá là 25.000 một gói này. Đây là bánh kẹp kem đây là 20.000 một gói. Đây là bánh choco pie. Bánh choco pie là 20.000. Còn đây là 1 kg kẹo. Thế tổng cái này là mỗi suất là vào, tức là tổng 15 suất đây là vào 1.425.000 đồng. Đọc về cái này của bác nhé, bánh kẹo ấy. Mỗi suất kẹo này là 95.000 một suất. Đây là gạo nếp, đây là bao vàng đấy của bác. Gạo tẻ này. Còn đây là đậu tương 2 kg, bà con làm tẩu chúa. Còn phần này là phần mắm muối mì chính. Mắm muối mì chính. Đây. Tổng 15 suất đây là hết 1.680.000 đồng. Và bây giờ thì cháu bé sẽ giao cho anh chỗ anh Thò này luôn. Anh Thò ơi. Thế đây là cái biên lai của ngày hôm nay này. Tổng trị giá của tất cả những cái đồ mà em hôm nay mua vào ấy là hết đi 20.505.000 đồng anh ạ. Cả tiền cước xe. Còn đây là 20.505.000 đồng. Bên này là các cô chú ủng hộ. Vâng. Đây danh sách các cô chú ủng hộ đây. Còn đây là một suất của nó là 1.267.000 đồng. Đây ạ. Thì anh cũng đi phụ trách trong thôn thì anh cũng nắm gọi là em thông báo cho anh để anh nắm được nhé. Còn đây là cái biên lai, anh cứ giữ lại, nếu mà trên xã có chương trình gì thì anh cứ gọi là như thế này nhé. Dạ ok anh ạ. Dạ. Nếu như thế thì cái này là anh giữ, xong là nếu mà có gì thì cái này thế thì đưa cho anh giữ nhá. Vâng. Nếu mà có trên xã có ấy gì thì mình là đây hôm nay là tình hình là anh xin nghỉ hay là gì đấy, đi những cái chương trình như thế này cùng chỗ vợ chồng em này chẳng hạn. Như vậy cũng dễ hơn. Thế anh nhỉ. Thế bây giờ anh em mình đi lên trên đấy. Thế chỗ này anh gửi đi không thì tí nữa lại. Đây là nguyên xuất quả của chỗ anh Thỏ các bác ạ. Thôi bây giờ thì cháu bé, hai vợ chồng cháu bé sẽ tiến lên bên trên để tiếp tục là mang phần quà đến cho bà con. Hôm nay thì cô chú anh chị là cũng nắm được hết về cái giá cả cũng như là tất cả mọi thứ thôi. Biên lai cháu bé cũng có ở đấy, suất nào cũng giống như suất nào của bác ạ. Thì bây giờ cháu bé sẽ tiến hành là lên bên trên để bà con có một cái Tết ấm êm hơn. Cháu bé mời mọi người.
chắc đi đi, em đi bộ thôi. Em đi bộ thôi, không đi, em không dám ngồi xe đâu. Đường này thì ngồi xe. Hôm nay thì một lần nữa vợ chồng cháu bé sẽ lại tiếp tục đến hoàn cảnh ở trên đỉnh đồi kia các bác nhé. Kia phải bên này kia. Ừ rồi, thấy rồi. Thôi thì bây giờ cháu bé sẽ lại tiếp tục. Đi từ từ thôi anh bé. Xe nữa. Ở đây bà thì cũng là có bà già đi ra hộ lấy đồ về, cũng là đi ra lựa quần áo nữa. Đây, khi mà cháu bé vào đến trong này thì các cô cũng đang tải những cái bao tải rất là nặng. Mặc dù rất là thương nhưng mà cháu bé cũng không thể giúp cái gì hơn được các bác ạ. Quãng đường đi gần là, nếu mà 20 km thì nó hơi xa, tuy nhiên thì nó cũng phải rơi vào tầm trên 15 cây. Đây, các cô ở bên này thì cũng đang vận chuyển về đây này, cả các cháu nhỏ nữa các bác. Quá dốc luôn đấy. Này phải em lúa xuống đón đấy, không thì cháu bé đi hai người không đi được. Xe vừa yếu vừa lại còn đi không quen nữa, không đi không tài nào đi được. Đây, đây chính là cung đường tiếp theo của cháu bé. Vòng qua đó, vòng lên đây, vượt qua khỏi cái chỗ cái tre đấy của bác. Đây thì cuối cùng
trở về cũng đã đến nơi mà cần đến cô bác ạ. Ở trong này là tổng cộng là có 9 hộ, rất là xa xôi. Ui, sợ quá. Đi tuyến đường. Có ai bị làm sao không? Không à? Ừ, thế thì may mắn đấy. Thùng này làm hết. Thùng đấy, thùng ấy đấy. Ừ, đây các cháu nhỏ trên này. Đây này, khu này hầu hết là chưa có ai có nhà căn nào, nhà nào hẳn hoi hết các bác ạ. Khu này thì khẳng định là chắc chắn là chưa có quần áo gì đến đây bao giờ rồi. Khu này làm gì ai đem đến đây đúng không? Hỏi thử chú hôm nào, chú biết ngay mà. Chú này phải nhà khu này không? Không, không. Không phải. Khu dưới còn không có, không chỉ là trên đỉnh đồi này. Thôi để bây giờ mình sẽ đợi tập kết đầy đủ sau ngày là triển khai nhỉ. Còn thiếu khá nhiều ấy, bây giờ bà con đang đi bộ về sau nữa. Đây bây giờ là tập hợp về cũng em Hồng đang kiểm loại. 9 xuất. 9 em đấu cho anh Thò nhận ngoài kia rồi. Chín hộ với lại hộ của anh Tám là 10. Tổng là 15 suất. Vâng, tổng là 15 suất. Mỗi anh em 4 suất. Thì ý là 4 suất đây. Mình đã phát được hiện tại thì đây là có 10 suất nữa. Còn mấy người ở ngoài vác ở ngoài bộ ngoài kia ấy. Thế là có hai nhà cháy là nhà nào nhỉ anh Thò nhỉ? Thế còn một người đi sau. Có một chú nhà cháy đâu? Hai anh em nhà cháy đâu? Hai nhà cháy á? Vâng. Bảo ra đây xong rồi lấy quần áo về nhà thôi. Nhà cháy là bây giờ không còn quần áo nữa. Khu đất thơ, xe nhà mới. Khách nhà quét cho khách nhà ra nước thơ rồi thì làm đi. Đây, nhà cháy đấy. Vâng. Bây giờ là không còn cái gì rồi. Nên là hôm nay cháu bé cũng mang được những cái phần quà này vào trong được cái hòm nhà này là cháu bé cũng rất là mừng rồi. Nói chung là cháu bé không thể làm thêm cái video nào ở cái nhà cháy, cũng cháu bé cũng có nghĩa là không mang vào thêm được nữa. Thì có lẽ là cái hoàn cảnh của nhà cháy này thì từ giờ đến khi cháu bé về quê ăn Tết thì cháu bé sẽ tiếp tục vào đây một lần nữa. Vẫn còn thiếu, chắc là chưa tập hợp đủ đâu. 10 cái trang. 10 cái trang. Đây. Thế anh Thò ơi. Tình hình là cái nhà cháy bây giờ hiện tại là không còn quần áo nữa. Thì hôm nay mình vào đây là mình sẽ trao cho cái nhà cháy là mấy cái bao quần áo mà lấy lên đây sau ấy. Thì là cứ bảo bà con là không phải là nhà được nhiều được ít, nhưng cũng phải thông cảm, bởi vì là hai nhà là không còn cái gì mặc rồi. Bây giờ là cứ bảo bà con như thế cho mọi người yên tâm ấy, không ít nữa lại ghen tị nó khó. Vâng vâng. cứ bảo như thế. Ở đây có chút quần áo. Không lấy cho mình đủ bao này đúng không? Không. Bây giờ nhá. 10 suất là đầy đủ 2 bao này. Em cứ đếm cho chị 10 suất đầy đủ 2 bao. 20 bao. 20 bao. 24 bao, tổng cộng là bây giờ còn 24 bao nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Lúc nãy là em đếm ở dưới kia là 26. 26 thì để nguyên cái 2 bao. Trong đủ. Để ngoài kia là cho chỗ anh Thoa anh ấy nữa. Thiếu 2 chăn. Thiếu cái chăn, 2 cái chăn à? Thế là thiếu 2 chăn đó. 200. 2 chăn với lại. Thiếu một đủ. Có thể bà. Thiếu 2 chăn. 200 một bao nhiêu nhỉ? 200 10 10 suất mới đủ. 5 cả lỗ. Còn sơ suất là vẫn phải đủ rồi nhỉ, ý là cái. Chị đang tao rửa đấy.
Bị lạc mất hai cái. Thiếu mỗi chân thôi phải không? Thiếu hai cái chân này có. Xem nào. Đây đây xuống để xem mà. Đây là bốt đâu, bốt đấy rồi. Chưa đủ mà đếm đủ trước khi đến này. Chắc là trước khi là nhận là mình đếm vận chuyển đủ rồi. Một là cái này rơi thì không rơi được. Chắc là có chắc là có, nếu mà ấy thì ai xấu tính là lấy mất đi hai cái thôi. Đủ 100% em trước khi cái gì lên đây em kiểm hàng. Là bọn em có biên lai là bọn em kiểm hàng hết mà. Được rồi nhỉ. Bây giờ đợi bao đầu tương lên là phát là xong rồi. Thế hai hộ nhà cháy kia lên có ai ở đây chưa? Kia em kia đây. Em kia phải không? Không phải. Phải, em biết ngay mà. Em kia không phải là em. Vậy mà Tutu nè. Đây. Ừ đây đây là em con mà phải không? Con nhà cháy nhà trước đây đấy. Ai mà nhìn trước. Nó làm cái khất nhau thì thế này, khất nhau nó cầm cái. Đây đây đây. Khất nhau. Khất nhau. Chỗ này. Chỗ này để chỗ ấy đi. Tức là bây giờ mình không đông người lắm không mở ra đâu. Cứ để bảo em mới cảm ơn các cô một tiếng là được rồi. Ở đây là cô Nguyễn Thị Tình này. Đây là của chị Vân Võ với lại các bạn của chị. Hôm nay thì em cũng mang đến để cho hoàn cảnh bị cháy nhà không còn cái áo nào mặc rồi. Với lại có một bao của. Đây là bao quà của cô Bích Muôn ở Hà Nội. Đế Tiếu. Thế thì mọi người bảo anh nhà cháy bê về đi, không cần phải bóc đâu, đông người lắm. Mình không kịp. Thì là bảo gọi em vào đây để cảm ơn các cô một tiếng thôi, là đây cô chú cô bác đây. Đây là cái ba bao tải quần áo này. Vâng, là em phiên dịch đi, không thì chú lại không biết ai hết. Đây là cô Nguyễn Thị Tình này. Đây là chị Võ Vân với lại các bạn của chị nữa nhá. Xong rồi là ở đây là có cô Bích Muôn gửi trao cho gia đình mình là ba cái số quần áo này cho hai bố con em là sử dụng. Quần áo. Dạ. Vâng ạ. Ông thì cũng mong là cô bác anh chị là cũng thông cảm, bởi vì là ở trên đó thì thôi được rồi, bây giờ là các phần quà của các cô cũng đến đây rồi. Ở đây thì hộ nhà cháy thì là đặc biệt nhất, bởi vì không còn một cái quần áo nào mặc. Đây cô bác xem này, đây bác này, đây cháu này. Đấy, cháu này cũng là con nhà bác vừa bị nhà bị cháy đây đấy. Thế nên là cháu bé sẽ quyết định là gửi ba cái bao quần áo này cho gia đình, nhưng mà ở đây thì rất là đông bà con thì cũng không tiện, thì thôi bác cứ bưng về đi nhá. Dạ.
em ông chủ à đây của em này, hôm nay bị bỏng hết cả mang tay này, trắng hết. Đây là bà con là làm món tẩu chúa. Ở đây là anh có nghe nói là không có ai làm mà nấu bánh chưng hết đúng không? Bởi vì là hàng năm là chả năm nào nấu bánh chưng hết các bác ạ. Có gạo nếp là nấu xôi ăn thôi. Đấy, cho nên là cháu bé bà con quý nhất là món này làm tẩu chúa này. Bị bục. Tiếp ạ. Đổi túi khác. Cho hai cái luôn đi. Ở đây là đủ 10 suất rồi nhỉ? Đủ. 1, 2, 3, 4, 5. Hả? Cái gì? Ở đây chứ, ở tổng cộng hết ở đây hết 10... Cả suất của bọn tuổi là ở đây hết rồi. Suất bọn tuổi lấy về ở kia rồi còn đâu? Đầu tương chưa có, đầu tương chẳng làm một bao thôi. À, rồi. Ôi, cái này nó khủng hết rồi. Khủng hết à? Hôm nay là 2 cân đấy nhỉ? Tuy nhiên là đi đường gửi xe xa xôi. Này, để mỗi chỗ một đấy. Bị thủng hết với nhau à tuổi. Anh có thể đọc cho bà con hiểu là những cái cô mà hôm nay đã gửi tiền về cho kênh cũng như là hỗ trợ thôn bản của mình đấy. Cái này 5 triệu, cái này 1 triệu nhỉ? Này 1 triệu 900. Có phải đọc cái này không hay là không? Cứ đọc cả số tiền. Cả số tiền nhỉ? Cứ đọc ra. Đây là đây là cái gì? Washington, ở bên Mỹ. Dạ. Texas. Vâng, bang tiểu bang ở bên nước Mỹ. Vâng ạ. À, đây đây cũng ô hai tao à lâu nay tụi tên nó sao đâu nhỉ con thì con nhiều con à nó cho à nó tao tụi mỗi giờ xe nó cho xu là ba tao à nên là gì tụi tị mà tụi chỉ quyết là nhớ à đan lan này nhớ đâu à lần đầu mà được mua tụi này cố chỉ chỗ ba chỉ chỗ rồi con nhớ cho này tụi cô chí thì mà được nhớ Washington lần nhớ đầu lại cu thì ba là ít chỗ ấy tụa tỉ pê ở tụa có kỳ này mà này nhớ là đầu lúc tết chả là vài cùi đấy mà này ba là ít chỗ chỗ của chỉ chảo ít xe rồi đâu này tụi tỉ lâu mà tụi con may chú tính ở nhớ đầu Mỹ mà này là ba là có ít chỗ chỉ của nó vô cho số hồng thì nó tao ba hơn là này tụi tỉ ô mà tụi có ở Thụy Điển Thụy Điển là ba ô chỗ không đấy ba ô chỗ cho nó vô khán giả này cho ông này cho này đi tụi tì tao mà tụi có trầm thị quy nên nó ở với lại có Lý Mỹ Lệ Lý Mỹ Lệ không đi đấy thì ba ô tụi thì ba báo cho chỉ của không đi mà ta hốt tia xa hô hốt tia mà ta hô nền cầu chỉ cho chỗ của chỉ cháu ít xe này này vô phá vô tản thôi cho lỗ hôn này nhá này tản thôi này cho rất mình này xong rồi phải không anh? Xong. Vâng, một lần nữa thì cháu bé xin chân thành cảm ơn chị Tuyết ở Đà Lạt, cô Chín ở Washington, cô Kim ở Texas, cô Mai chú Tính ở bên Mỹ, hai cô ở Thụy Điển và cô Trần Thị Quy, cô Lý Mỹ Lệ đã gửi phần quà về cho thôn Bắc Cạn nhỉ anh nhỉ. Vâng. Dạ. Thì hôm nay là tổng chi tiêu về cái số quà này. Vâng. Tuy nhiên là thiếu mất hai cái chăn rồi. Bây giờ vâng. Anh thấy là hai cái chăn đấy không biết là tính kiểu như nào nhỉ.
Vâng vâng. Tôi là để em ở đây nhá. Đây là mỗi suất này. Cái bên like em lấy cho anh rồi nhá. Vâng. Dạ đầy đủ đây rồi. Vâng. Tổng số tiền hôm nay là hết 20.505.000 đồng. Thì cái số tiền ở đây vẫn còn dư lại này các bác ạ. Thì chúng bé sẽ tiếp tục là mong muốn được thêm các cô bác anh chị giúp đỡ thêm cho kênh của cháu bé trong vài tháng tới. Nếu mà được thì cứ mỗi 30 hàng tháng thì cháu bé sẽ lấy một cái phần quà đến một cái địa điểm nào nghèo khó nhất ở trong cái thôn bản nào đó để cháu bé đem và đến phát cho bà con. Và qua đây một lần nữa cháu bé cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân đã tin tưởng và cùng đồng hành cùng kênh của cháu bé. Thế thì bây giờ anh triển khai là phát cho các hộ ở đây rồi, được rồi anh ạ. Dạ. Ừ, mình trao cho cũng được. Cho đỡ lộn xộn. Nãy cho chua chua chè nãy sao ít bảo giờ nó là mất phai. Nãy sao ha này. Đúng rồi, không thì cái chỗ hai hộ này thì lấy cái số tiền tương ứng đi đi. Xong thì lấy số tiền tương ứng của cái chăn này để mình trao tiền mặt cho bà con khi mà thiếu mất hai cái thì không biết là có ai đấy hay là như thế nào. Nói chung là cháu bé cũng không muốn như thế nào, tuy nhiên là thiếu cái này thì cháu bé cũng rất là ái ngại các bác. Vâng. Đó là mấy anh em mình làm một kiểu ảnh chụp cùng nhau cho nó nhỉ. Vâng, được đấy. Vâng. Ừ, phát cho mỗi người một đấy một suất quà. Để xuống đất ấy đấy. Nói chung là cả gạo nữa. Xong rồi để số tiền còn lại về cái chăn ấy thì cứ đưa thẳng cho hai hộ mà chưa có chăn đấy các bạn. Đây các cháu ở trên này đây. Đây. Đây là cả các cháu nhà cháy của bác. Quần áo này. Vậy là quà của các cô đã mang đến cho các hộ nghèo ở trong khu vực này. Cháu bé rất là biết ơn đã các cô đã tin tưởng và đồng hành đến kênh của cháu bé trong suốt thời gian vừa qua cũng như là trong năm 2020 vừa qua. Sang năm 2021 thì cháu bé xin được chúc các quý Mạnh Thường Quân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Thông ơi lấy. Mì ơi, lấy tiền cho anh Thò này, anh nghe lấy cho. Tôi cứ ấy đi, bảo hộ nào chưa nhận thì ấy thôi. Còn hai hộ mất đi hai cái. Biết là do thất lạc hay là có khả năng là do ấy. Hai hộ nào
đấy tao phải từ đấy nãy là tôi không nhận mình là tôi không trả được phải ra tí ờ đúng rồi đúng không một suất của anh Pháo đấy sao đấy chứ tại đấy đúng rồi đúng rồi ông thấy xuống thì mình chỉ muốn lại bàn là cho bà phát lòng tặng như thế là mà tao trả chú ông bảo ông hải phát lòng thì xuống đây là đây à đấy đấy gì đấy đấu là mà rồi nhận chưa nhận chưa ông bảo này nhận chưa đấy xác định rồi Ừ. Ừ. Vâng đâu rồi. Thôi mọi người cứ cầm giữ mà ấy nhá mà mua chăn thôi. Bây giờ là mất rồi thì cũng không biết là làm thế nào. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi xong rồi bà con cứ lấy về đi. Lấy về. Khi mùa. Áo. Đây, từ trên này xuống. Này cứ một mà. Trong này là thiếu hôm nào nếu mà có thêm quần áo ấy là mang vào trong khu này này, lấy vào tận trong này luôn này. Là hợp lý nhất rồi nhỉ. Ừ. Mình ở ngoài kia là lúc nãy là bà con là cũng ra kia là cũng lấy được một ít rồi nhưng mà chắc chắn là trong này vẫn còn rất là nhiều người chưa có. Bởi vì không ra hết mà. Đúng không? Ừ. À, thế là mấy anh em là có 4 suất kia là xong rồi nhá, anh gửi tặng cho các em rồi nhá, cho lên ô tô rồi nhá. Rồi, ok còn thiếu đậu tương ở đây rồi. Đây nhá, đây nhá, mấy anh em về chia mỗi người một túi đấy nhá. Rồi thế là tổng ở đây là có 10 suất này ở trong bản này, cả tức là 9 hộ dân ở đây các bác nhé. Còn ở đây là có anh Thò nữa là 10 suất. Hôm nay là anh Thò nhận rồi. Đây còn một suất này là của anh Táo thì tức là mình tí sẽ cho lên anh Táo ra quán anh Táo. Rồi. Rồi rồi. Mấy cái này mình lấy đi phát cho các cháu nhỏ đi. Cái này chắc là nó đi theo về cái này đấy. Không ơi. Lấy mấy quần này đi phát cho các cháu nhỏ kìa. Cho giờ gì đấy? Của bà này, Không phải, chắc không phải. Đây cho cháu mỗi người cái các bác. Đây trên này cháu bé nhìn rất là đáng thương, tuy nhiên là không làm nào được. Không nghe cũng ấy, chẳng qua là nó như thế nó tạo cái hình ảnh xấu đúng không? Ừ. Nhưng mà như sao mà như là do cái xe của em nó hay bị xe vi nên là nó đi chậm nên là nó như thế cái sau này nó hay bị bắt đầu nó ấy nên là vâng ừ, chờ nó cái bao là bao của ống với lại cái đầu tưới này nên là cái đầu tưới nó hơi nặng nên là cái sau không lên được. Vâng vâng thôi được rồi cứ ấy như thế cũng được. Vâng. Cha là do cái trí này chờ. Vâng. Để anh lấy họ xem. Tao mua làm lấy mua nấm một chín mươi. Anh lấy rồi thì em lại bảo anh lại bảo nó lấy nữa. Anh em lại trao cho họ khác. Vâng vâng. Dạ. Rồi, bây giờ lại chuẩn bị lại xuất phát về mình thôi. Vừa cho một ngày nhé. Tối rồi đây. Giờ không biết mấy giờ để anh xem nào. Đây. Sáng từ sáng giờ các bác. 16 giờ 16 giờ 14 thế là bây giờ anh em chúng cháu lại bắt đầu xuất phát về nhà các anh em là rơi vào mấy giờ nhỉ?
chỗ nhà em chắc là cũng ấy thôi nhờ, đến Mèo Vạc anh là tới đấy, kiểu gì cũng tới. Thôi hôm nay thì cũng anh em đến giúp đỡ cũng rất là nhiệt tình, không biết là ấy thì hơn thì cũng trao gửi tặng các anh em là mỗi người một suất quà. Cái suất quà của bọn em là chính xác là cũng nếu mà không ấy thì cũng vẫn được nhận bình thường. Chẳng qua là hôm nay là cũng anh đi một mình thì cũng không xuể, không biết là nhờ ai thì cũng gọi các em đến là cùng nhau giúp anh để đi vào trong này thôi, không thì một mình hay là ấy thì không thể. Đây bây giờ là phần quà thì đến trao đến tận tay cho mọi người ở đây rồi. Cháu bé có lẽ cũng xin kết thúc video tại đây. Cháu bé xin chào và hẹn gặp lại. Đây là món quà của anh Báo hội đồng của cô bác nhé. Chứ không phải là cháu bé bớt lại hay là gì đấy ạ. Đây, qua đây à? Qua đây á? Đây còn thiếu thốn rất là nhiều. Mong là được các cô bác anh chị tiếp tục đồng hành ủng hộ thêm hơn nhiều hơn nữa. Bây giờ thì cháu bé xin chào và hẹn gặp lại. Được.